Mọi người ơi, lại gặp một cây hoa đẹp rồi. Ôi, mọi người hãy nhìn cái cây hoa đi mọi người. Ôi, để quay cái clip như thế nào cho mọi người nhìn rõ được cái đẹp đẽ của cái cây hoa này. Trời ơi, đi Cali về ăn chơi mấy ngày đầu hơi bết nha mọi người. Mọi người lưu tâm cho em cái số Zalo, à quên, số gieo mới bên em là 714 642 2727 ha. Em đã bắt đầu về lại để chuẩn bị cày cuốc đây. Mọi người dùm em là lúc này là đang gần ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5, nên là những cái mặt hàng mà dính đến lạp xưởng là em không đi được, nên là em đang nợ mọi người những cái đơn lạp xưởng. Mọi người vui lòng nhắn tin lại cho bọn em để mọi người một là mọi người đổi sang một cái món hàng khác, hoặc mọi người phải chờ qua 30 tháng 4 em gửi sang hết 10 ngày. Hôm trước em bị bắt 30 ký, em đã muốn chết đi sống lại rồi. Mọi người lưu tâm dùm em nha. Mọi người ở bên Mỹ cũng vậy, mọi người tạo một cái Zalo, sau đó mọi người sẽ sở thai cái số điện thoại này nè mọi người. Xong rồi mọi người ạt một trong hai cái số điện thoại này dùm em, để mọi người khi đặt hàng ấy, mọi người mà thắc mắc cái đơn hàng, mọi người nhắn tin vào một trong hai Zalo này, nói là em ơi kiểm tra đơn hàng, số điện thoại này của chị bên Mỹ, xem là hàng đi đến đâu, thì bên em nhân viên sẽ giúp em gửi cho các chị cái checking number để các chị biết, vì bên này bưu tá người ta không có gọi điện cho các chị đó. Em cài vào đây này, em cài vào đây nhé các chị nha. Không biết cài làm sao cho mọi người nhìn thấy cái số điện thoại nhà em. Trời ơi mọi người ơi, cái hoa này nó đẹp, không biết gọi là cái hoa gì nha mọi người. Không biết cái này gọi là cái hoa gì nha. Bây giờ em sẽ đây, mà những cái chị bên Mỹ này, đây là kem chống nắng vật lý ha. Đó, mọi người nhìn đi. Bây giờ em sẽ bôi cái kem chống nắng cho mọi người dòm nha. Kem chống nắng này là kem chống nắng vật lý, những hạt phân tử mỏng, rất là mỏng luôn. Sẽ giúp cho các quý vị là có một cái làn da này đây. Khi bôi lên nó không bị bết dính nha. Giá của Việt Nam là 380.000, em giảm 350.000. Giá tại Mỹ là 25 đồng, hôm nay em giảm các chị là 23 đồng. Các chị ở Việt Nam thì vui lòng nhắn vào số điện thoại 0905 644 699 hoặc 0936368581. Còn các chị ở Mỹ nhắn vào số điện thoại 714 642 2727, hoặc các chị nhắn vào những cái fanpage bán hàng bên em như Bún Đậu Cô Khàn, Trang Khàn tại Mỹ đấy, lỡ tay bôi hơi nhiều nha các chị. Đó, Trang Khàn tại Mỹ, hoặc là Kiến Lửa đấy, rồi em hơi lố tay các chị ơi. Các chị bôi ít thôi nha, đừng có lố như em, lố em bôi xuống cổ này. Và mọi người bôi cái kem chống nắng này cỡ tầm khoảng 1 phút. 1 phút thôi là nó sẽ thấm vào da mặt, nó sẽ bóng cái bề mặt ra ha. Kem chống nắng không có khả năng che khuyết điểm, nhưng nó là nâng một ton. Các chị thấy bôi vừa bôi vào thì nó thấy nó trắng đúng không? Các chị chờ 1 phút nữa đi, nó sẽ thấm vào da, các chị nhìn này, đó. Nó sẽ thấm vào da, không có sự bết dính đây, mặt em có vết thâm này. Không có sự bết dính, và những chị nào muốn cái da mà không bị lão hóa thì các chị bắt buộc cái gọi là cái lớp bảo vệ đầu tiên cho da chính là cái kem chống nắng nha các chị. Ban ngày các chị phải bôi kem chống nắng. Trời ơi mấy cái cây nó đẹp. Nó đẹp. Em đi chụp ké đó các chị. Đây là khu nhà người ta, em đi chụp ké. Tại vì cái cây hoa này đẹp quá, đi qua thấy cái cây đẹp quá. Nên là các chị biết không, những chị nào mà bán online ấy, các chị mà lười nhác cái chuyện mà chỉ có chụp hình cái sản phẩm đó ấy, mà up lên hoài ấy, là nó không có tương tác nhiều đâu. Facebook nó hay lắm. Các chị phải có clip mới, hình mới, các chị chăm chỉ giống em này. Hôm nay em đi Cali về em ship hàng cho các chị đây. Đây các chị thấy không? Đó, đây. Nó thấm này các chị, đấy, vừa nãy bôi nó hơi nhiều kem, nó hơi dày, bây giờ nó thấm này. Đó, tuyệt vời không các chị? Khi các chị mua kem chống nắng thì nhắn tin cho em nha. Các chị ở bên Mỹ mua cá khô, các chị cũng nhanh chóng khẩn trương thử một lần đi rồi sẽ mê. Không mê không ăn tiền. Đó, em chỉ mang có 30 tuýp kem chống nắng thôi nha. Đó. À, giới thiệu mọi người cái ví mới về này. Cái ví này là size này, size to hơn một chút xíu nha các chị. Size này to hơn nhưng mà nó có cái dây. Cái mọi lần em dùng là cái nhỏ hơn, nhưng cái này có cái dây này. Cái này là size 2 mấy thì quên rồi. Đó. Cái này rất đẹp này. Đó. Các chị đeo. Em đeo này. Đó.
để được điện thoại tiền, tiền này, để được gọi điện thoại tiền. Rồi đó, các chị đang để cả lọ kem chống nắng luôn. Đó. Nên chị nào lấy cái này chụp hình là inbox em. Túi này thì ví này sẽ có giá là 1650 nha. Đó, em là bán hàng là đẹp nha mấy chị. Đấy các chị, cái mục đích của clip này bán kem chống nắng này. Các chị bôi đừng bôi vào lông mày nhung trông như Mai Sư Phong nha. Đó, các chị thấy không? Bôi một lúc này vết thâm nha, vết thâm này. Nó nên là rất nhiều chị hỏi em là kem chống nắng em có che khuyết điểm không, em nói thẳng luôn là không có kem chống nắng nào che khuyết điểm cả. Kem chống nắng thì không thể che khuyết điểm nha mấy chị. Đó các chị, ủa từ cái cây. Cây rực rỡ cái mà làm sao mà để chụp được bức hình. Thế em lấy cái này các chị biết không? Để các chị bán hàng các chị phải giống em này. Đó. Đây là cặp cặp Diamond White uống. Uống để trắng da đấy các chị, thấy dạo đấy em trắng hơn không? Dạo đấy em trắng hơn rồi. Đây là viên uống trắng da mịn mờ thâm của Diamond White, màu xanh uống buổi sáng, màu tím uống ban đêm. Cặp này ở giá Việt Nam là 1.380.000, mua 2 tặng 1 nha. Còn bên Mỹ em quên chưa tính tiền, để em tí em về em tính. Có cái chị nào hôm trước mà đặt mua 3 bộ á, 3 hộp á, 3 set thì nhắn em nha. Hôm nay em mới gửi sang. Và hôm trước có chị nào mà mua cái máy rửa mặt giống em á, đây. Cái máy rửa mặt con cá là sang rồi đây các chị ơi. Đó. Đó, cái máy rửa mặt con cá này em gửi sang rồi. Chị nào không chưa đặt cái máy rửa mặt một cái thì nhắn tin lại dùm em nha. Những cái này em không bán chủ đạo nên là em không gửi sang nhiều vì cái phí của nó không rẻ. Đó, bột đánh răng này. Đó. Đó. Các chị mua hàng nhắn tin em nha. Các chị mua hàng nhắn tin em. Đó. Em là chăm con nhà bà chỉ nha. Đó. Chụp cái hình của cây bông đẹp rỡ quá trời đẹp luôn. Ồ, cái kính này em bán luôn nha mấy chị, 490.000. Đó, đây. Mọi người nhớ giùm em nha, số gieo mới nhà em tính từ ngày 20, tính từ ngày 19 tháng 4 năm 2024 em đổi sang cái số 714-642-2727. Ok chưa các chị? Venmo nhà em sẽ là A Cầm Trang Khàn USA. Apple Pay là số điện thoại này luôn. Các chị mua hàng thì có thể Apple Pay, Venmo và Zelle. Ok chưa mọi người? Bây giờ em đi ship hàng đây. À em đi vào đóng hàng đây.